Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của nước Mỹ các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Focus. Đây chính là chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.8 số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và cái điều đặc biệt ở chiếc xe này là, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi quý bạn nhé. Và tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Nói thì có thể khó tin nhưng mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi để xem thì mới biết được chiếc xe này là chạy quá ít. Và hơn nữa lát nữa tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn về chiếc xe này các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả các con ốc, còn zin và còn nguyên bản hết quý bạn nhé, còn nguyên bản và còn rất là mới quý bạn ạ. Chiếc xe này thì nói thật với quý vị các bạn, nếu như cùng đời trên thị trường thì đang bán dao động ở mức giá là 250 triệu đến 270 triệu quý bạn nhé. Tôi cũng xin chia sẻ thật. Nhưng chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng quý bạn nhé, vì chiếc xe quá mới, quá đẹp luôn các bạn ạ. Chúng tôi mua cũng vượt đời và bán với giá cũng vượt đời các bạn ạ, vì chiếc xe quá mới, quá là đẹp ạ. Vì nếu như trên thị trường với những chiếc xe cùng đời, cùng tuổi thì chắc chắn với quý vị và bạn là không chạy dưới 10 vạn đâu các bạn nhé. Rất ít xe chạy dưới 10 vạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.8 số tự động 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem này là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.8 số tự động 2011 này. Mời quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm trước thì nếu như quý vị và bạn nào mà xem kênh của tôi thì quý bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Tôi vừa mua được chiếc xe này của chủ xe là tại ngày hôm thứ 6. Đấy, thì ngay ngày hôm đó là tôi vừa mới mua xong, tôi có quay một cái video trực tiếp tại nhà chủ xe để cho quý vị các bạn thấy được là cái xe này là tôi mua là nó còn nguyên bản, từ cái đồng hồ chúng tôi không tua và không phải sơn. Chiếc xe này chúng tôi mua về chúng tôi chỉ có dọn dẹp thôi ạ. Đấy, trên kênh của tôi vẫn đang còn cái video đấy ạ. Nếu như quý bạn mà đến xem xe tại cửa hàng chúng tôi sẽ cho quý bạn xem điện thoại tôi là từ những lúc mà tôi xem xe đến lúc tôi mua xe là tôi đều có chụp ảnh lại để quý bạn thấy được là lúc mua là nó như thế nào và tôi dọn dẹp lên xong thì nó như thế nào các bạn nhé. Chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, là hôm đấy là tôi quay luôn. Còn bây giờ thì tôi cũng đã dọn dẹp xong rồi các bạn nhé. Và chiếc xe này thì tôi cũng chỉ có dọn dẹp thôi, dọn nội thất, dọn thân vỏ rồi toàn bộ xe là tôi đã dọn dẹp lên rồi, cho nên là còn rất là đẹp các bạn ạ. Và chiếc xe này thì các bạn biết rồi đấy ạ. Với một chiếc xe chạy hơn 4 vạn km cho nên là tất cả còn rất đẹp luôn các bạn này. Từ những cái nước sơn này cho đến những cái phần nền đều rất đẹp, rất căng luôn các bạn nhá. Đấy, chiếc xe chạy quá ít và chủ xe thì lại giữ gìn cho nên là bên ngoài rất là đẹp và nội thất thì rất là mới cơ. Lát nữa thì tôi sẽ cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đấy, nhìn về bên ngoài thì chiếc xe này không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, cho nên là nước sơn còn rất đẹp luôn các bạn nhá. Từ nước sơn này cho đến nền này đều rất đẹp các bạn nhá. Đấy, đây là cái nền bên phụ này. Phần nền bên phụ cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhá. Những chỗ nào sơn là chẳng qua là do bị xước sát cho sơn lại thôi các bạn ạ, chứ còn không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu. Đấy, nhìn từ những cái phần đầu này, phần mặt ca lăng, phần lưới tản nhiệt thì các bạn thấy đây ạ, đều rất mới và rất đẹp luôn quý vị bạn nhá. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, toàn bộ là những cái cụm đèn pha này đều rất là mới, rất là sáng. Cái đèn pha này chúng tôi cũng không có phải đánh bóng đâu nhá, nên nếu đánh bóng thì nó còn sáng hơn rất là nhiều cơ các bạn ạ. Đấy, chúng tôi không phải đánh bóng nữa, nó đẹp rồi. Phía bên dưới là cụm đèn gầm này, cũng rất mới luôn này. Mặt ca lăng này, đến logo, lưới tản nhiệt này đều rất mới luôn quý bạn ạ. Chưa có một cái vết nào bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì ở cái phần đầu này các bạn nhé. Cái cabo là cam kết với quý bạn là cabo này nước sơn nguyên bản này, nước sơn zin nguyên bản ở cái cabo này nhá. Đấy, gương chiếu hậu thì là đã có tích hợp xi nhan trên gương này. La răng đúc 5 cánh rất là đẹp các bạn nhá. La răng đúc 5 cánh rất đẹp, rất là khỏe này. Và dàn lốp Bridton, dàn lốp cũng còn rất đẹp, rất dày các bạn nhá. Đấy, rất dày luôn các bạn này. Lốp Bridton còn rất dày. Nhìn về cái phần đằng sau này thì các bạn thấy đấy ạ, đây là một cái kiểu dáng xe hatchback. Kiểu dáng xe hatchback có thể nói đây là một chiếc xe tương đối là rộng rãi so với những chiếc xe cùng phân khúc quý bạn nhá. Đấy, và cái cụm đèn này, đèn hậu này cũng còn rất mới này, chưa có bị va chạm gì cả, chưa có bị xước xát gì đâu. Đấy, cụm đèn hậu này đến đèn phanh trên cao này đều rất mới luôn quý vị các bạn nhá. Cụm đèn hậu này rất mới, đèn phanh trên cao đầy đủ rồi. Phía bên dưới là đèn lùi này. Chiếc xe này thì cũng đã được may mắn là được trang bị một cái đèn lùi ở bên phụ thôi các bạn nhá. Cho nên là vừa rồi là rất tranh cãi cái việc đi đăng kiểm đèn đấy, nhưng bây giờ thì yên tâm rồi các bạn ạ. Đấy, được, đây là nhà sản xuất người ta thiết kế như vậy ạ. Đấy, và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm là cái màn hình và camera lùi. Cái màn hình là màn hình trên gương thôi các bạn nhé. Chứ đầu CD nguyên bản của xe vẫn còn giữ nguyên, chưa có độ màn hình đâu. Độ cái lắp thêm cái màn hình trên gương để tích hợp camera lùi thôi. Đấy. Gạt mưa đằng sau này đều rất là đẹp. Đây, tiện thì tôi quay cho quý bạn xem là cái phần gầm nhé. Chiếc xe này chạy ít và chạy ở Hà Nội cho nên là cây gầm còn rất đẹp này này các bạn này. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi. Đấy, phần gầm này đều rất mới luôn quý bạn nhé. Đấy, quý bạn xem này, chạy nhiều hay là chạy ít thì quý bạn phải xem cả cái ống xả này này. Ống xả nó còn mới như thế này cơ mà. Đấy, ống xả còn mới như này, điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chạy rất ít. Nhiều xe đến cái đời này là còn thủng cả ống bô được cơ, thủng ống bô thì chứng tỏ là chiếc xe nó chạy quá nhiều. Đấy, chiếc xe này thì chạy ít cho nên là còn mới như này đây quý bạn này. Đấy, tôi thử quay lên xem có được cái đằng máy không. Đằng máy thì nó kín hơn không, nó còn nguyên hết này. Đấy, quý vị bạn thấy không? Còn rất đẹp luôn nhá. Còn nguyên bản hết này. Đấy, còn nguyên hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, gầm rất đẹp luôn đấy. Về cái phần ngoại thất bên ngoài, nước sơn này, cũng như là về cái phần gầm này, phần lốp này, la răng còn chưa có xước xát gì cả cơ. Rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Trước tiên thì ta sẽ mở cái cánh cửa phía trước, bên lái. Đấy, tất cả những cái phần keo chỉ này, keo chỉ đây là còn nguyên hết luôn các bạn nha, chưa có mất một phân keo chỉ đâu. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không có mất một phân keo chỉ nào, còn nguyên bản này. Đến cái ốc bản lề cũng còn nguyên luôn này, chưa có một cái vết tháo nào quý bạn ạ, và rất mới này. Đó, táp bi cánh cửa quý bạn thấy đây ạ, táp bi cũng rất mới luôn quý bạn nhé. Táp bi cánh cửa này đều rất là mới này. Cụm điều chỉnh lên xuống kính này, chưa có bị xước xát hay là chưa có mòn miếc gì đâu các bạn xem này. Chạy nhiều hay chạy ít là quý bạn phải xem cả những cái chi tiết nhỏ nhất này nhá. Đấy, những cái vết bấm này nếu như mờ hết cả đi rồi là chạy nhiều rồi đấy ạ. Đấy, nội thất đây. Nội thất này thì xe cũng đã được trang bị là ghế da rồi các bạn nhé. Ghế da rồi, và vô lăng thì vẫn là cái vô lăng nhựa này thôi, nguyên bản của xe này, chưa có vô lăng bọc da đâu, nhưng nó còn nguyên các bạn xem này. Chạy nhiều hay chạy ít là chúng ta phải xem những cái này nhá, chi tiết này, này, vô lăng này, tay phanh này, cần số này. Đấy. Và trần, các bạn xem này, những cái phần trần rất sạch, rất đẹp này này. Đấy, trần này. Phải nói là rất đẹp luôn ạ, chưa có bị xù, chưa có bị xước xát gì cả nhá, rất đẹp luôn. Và cái thảm trải sàn này thì chủ xe cũng đã lót sàn ra rồi này. Lót sàn ra hết rồi, rất đẹp đây nhá. Từ những cái chân phanh, cao su của chân phanh, chân ga còn rất dày như này cơ mà. Đấy, rất dày như này thì các bạn thấy được là chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Đấy, rất mới luôn này. Những cái này là chi tiết ở trong này là gần như là dọn cũng không bao giờ động đến được cái chi tiết này các bạn nhá. Đó. Ốc bản lề cánh cửa của cửa sau này còn nguyên hết luôn này. Đấy, gioăng cao su rất mới. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, keo chỉ còn nguyên hết luôn các bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào đâu. Táp bi cánh cửa thì các bạn thấy đây ạ, rất là mới này. Những cái tay này cũng chưa có mòn tí nào đâu, còn nguyên bản đấy. Ốc bản lề cánh cửa này, còn nguyên luôn, chưa có một cái vết vặn, chưa có một cái vết tháo nào. Tất cả các cánh cửa đều có logo này, logo của Ford. Đấy, nội thất phía sau thì quý bạn thấy đây ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là tôi mua được của một chủ xe là làm ở ngân hàng Vietin các bạn ạ. Chủ xe làm bên ngân hàng Vietinbank, cán bộ ngân hàng. Đấy, trần rất mới, rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất, option, táp lô, táp bi của cái xe này các bạn nhé. Đấy, trước tiên thì tôi cứ bật cái chìa khóa này lên cho các bạn xem này, bật điện lên cho các bạn xem đã. Đấy, bật điện đấy nhá. Đồng hồ công tơ mét, đầu CD nguyên bản của xe này vẫn đang hoạt động. Tôi cho nhỏ đi nhé. Đấy, tôi cho nhỏ đi để tôi giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem này. Quý vị các bạn phải xem từ xa này, nhìn vào thì mới thấy được là nó còn đẹp như thế nào đấy, nó mới như thế nào đấy. Đấy, 2011 mà toàn bộ những cái táp lô nó còn mới như này đấy. Từ táp bi này cho đến táp lô này. Đấy, quý bạn xem nó còn mới không? Toàn bộ những cái phần chrome này nhá, những cái phần nhựa này. Nếu như chạy nhiều có những cái còn bị vỡ hết rồi cơ. Đấy, và chiếc xe này còn đẹp, còn mới như này. Phải nói rất mới đấy ạ. Với những chiếc xe mà mới như thế này mà cùng đời thì rất ít các bạn nhé, không có nhiều đâu ạ. Đấy, vô lăng còn nguyên này, xước sát đây nhé, mòn mòn có một chút này thôi này, không đáng kể. Bên này thì không bị này. Đấy, chủ xe hay cầm tay vào đây này. Đấy, vô lăng này, logo trên vô lăng cũng chưa có bị mòn tí nào cả này. Đấy, chúng tôi chưa có thay, chưa có làm gì đâu các bạn nhé. Và đồng hồ công tơ mét này thì là hơn 4 vạn đấy nhé, chúng tôi cam kết là chúng tôi không tua. Đấy, tôi có video quay tại nhà chủ xe mà hôm trước tôi đã đăng rồi đấy ạ. Đấy, còn nguyên này, không tua này. Tất cả còn rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ những cái phần nhựa này thì các bạn thấy đấy ạ. Những cái phần nhựa này, nỉ trần này, đều rất là mới luôn ạ. Rất mới, rất đẹp luôn đấy ạ. Đấy, chưa có bị xước sát gì cả đâu, chưa có bị xù trần đâu. Trần mới như này đấy ạ. Đấy, cái màn hình đây là cái màn hình mà thể hiện cái camera lùi ở trên gương nhá. Đây là chủ xe lắp thêm vào đây thôi, tháo lắp rất đơn giản, bỏ rút cái là ra thôi ạ. Đấy, ốp vào cái gương này thôi, chứ còn đầu này là nguyên bản này, hộp số thì tự động này. Và bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt cái điện đi để ra ngoài, tôi sẽ giới thiệu tiếp những cái phần còn lại bên ngoài cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, đằng sau này, những cái thảm đằng sau này còn rất mới này, rất là mới luôn quý bạn ạ. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cốp sau thì chúng ta có thể mở tại đây. Đấy, tôi đã mở cái cốp sau lên rồi. Cốp sau thì bây giờ tôi sẽ hạ cái này xuống đây, cho quý vị và các bạn xem là cái nỉ, toàn bộ những cái nỉ nó còn mới như nào nhá. Đấy, quý bạn thấy chưa? Những cái phần nỉ chắn cốp này nó rất là mới này, đến những cái phần nhựa này, nỉ trần này, đều rất mới luôn quý bạn nhé. Và đây là cái phần ốc cốp sau này. Ốc cốp sau cũng chưa có bị tháo ra tí nào đâu quý bạn ạ. Đến keo chỉ cốp sau này cũng còn nguyên này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu nhá. Keo chỉ còn nguyên hết này. Đấy, keo chỉ cốp sau là còn nguyên hết luôn này. Đấy, đây là cái phần cốp sau đây quý bạn nhé. Trong này là nguyên bản hết này, chưa có đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, cốp sau còn nguyên hết này. Đấy, bây giờ thì tôi lại kéo cái này lên. Đấy, và cái phần dưới này, chủ xe cũng để rất ít đồ cho nên là không có bị xước sát thì cả này. Những cái phần nỉ ở trong này đều chưa có bị xước sát thì rất mới này. Đấy, đây là cái tấm nỉ này nhá, nỉ còn nguyên này. Và phía bên dưới là lốp sơ cua. Lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ cơ quý bạn ạ. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh, kích cũng còn mới tinh, chưa dùng tí nào. Đấy, cái bộ tích kích này là còn nguyên này, lốp sơ cua còn nguyên cho nên là kích cũng còn nguyên luôn, chưa hạ nhá. Đấy, bộ lốp sơ cua còn mới tinh luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là đằng sau này. Và chiếc xe này sử dụng quá ít cho nên đằng sau này nó vẫn mới lắm ạ. Đấy, đằng sau vẫn mới luôn này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ còn nguyên bản này, keo chỉ của cánh cửa phía sau còn nguyên bản này, ốc bản lề cánh cửa này, Đấy, còn mới tinh như này đây. Dọn dẹp đây cái nó mới như này đây, các bạn xem này, những cái phần kim loại của xe đều mới và rất sáng luôn. Đấy, tắp đi cánh cửa này, phải nói là rất là đẹp đấy ạ. Cùng đời thì những chiếc xe mà đẹp như thế này là không có nhiều đâu các bạn nhé. Phải nói là rất hiếm đấy, mới có chiếc xe này còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, ghế này, ghế da này, trần này, đều rất đẹp luôn. Rất đẹp và đều xe các bạn nhé. Vì chiếc xe này là chạy quá ít. Phiên bản này có cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi. Đấy, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Đấy, những cái chiếc xe nhỏ nhỏ mà có cả cửa gió điều hòa thì đằng sau này là cũng ít lắm nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ này, tắp bi cánh cửa này, đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, ốc bản lề này, bản lề cánh cửa này còn nguyên hết này, chưa có một cái vết tháo nào quý bạn ạ. Chưa có một cái vết tháo nào đâu ạ. Đấy, nhìn từ bên ngoài chúng ta quan sát này, từ táp lô đến táp bi đây, từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô này, phải nói là rất mới luôn quý vị bạn nhé. Cùng đời là ít xe được mới như này đấy ạ. Đấy, cái vô lăng các bạn xem này, nhiều người lại có khi lại bảo là xe này chạy nhiều rồi thay vô lăng rồi, cái đây là không có đâu quý bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Phải nói là những chiếc xe đẹp như này là không có nhiều đâu ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phiên bản 1.8 số tự động quý vị và các bạn nhé. Hãng xe của nước Mỹ này cũng đã trang bị cho chiếc Focus này là một cái khối động cơ xăng 1.8 lít kết hợp với hộp số tự động quý bạn nhé. Và cái điều mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở chiếc xe này là nó còn quá là mới đấy ạ, mới và nguyên bản quý bạn nhé. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới đây này, từ những cái ốc cabo này còn nguyên này, chưa có vết tháo đâu quý bạn này. Chúng tôi cam kết là cái cabo này chưa có vết tháo nhé. Keo chỉ cabo còn nguyên này. Đấy, keo chỉ cabo là còn nguyên hết này, keo chỉ còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Chưa có một cái vết tháo nào trên cái cabo này đâu. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ cabo còn nguyên, ốc còn nguyên luôn này. Ở cái phiên bản 1.8 này thì Ford cũng không trang bị một cái tấm chắn nóng cabo đâu. Tấm chắn nóng cabo là không có quý bạn nhé. Cho nên là nếu như bị đâm đụng hay là va chạm gì cả thì chúng ta nhìn ở trên cái cabo này rất là dễ này, dễ phát hiện ra có đâm đụng hay là va chạm gì không nhé. Rất mới luôn quý bạn này. Đây là cái phần cabo nhé. Phía bên dưới thì các bạn xem này, toàn bộ những cái phần ốc giảm sóc này còn nguyên này này, chưa có vết tháo này. Tất cả các ốc giảm sóc này là còn nguyên này, nguyên bản hết từ những cái ốc giảm sóc này các bạn nhé. Chưa có một cái vết tháo nào các bạn ạ, còn rất mới luôn này. Và phía động cơ thì tôi sẽ mở cái nắp máy này lên cho quý bạn xem này. Đấy, tôi sẽ bỏ cái nắp máy này ra đây cho quý bạn cùng xem nhé. Nắp máy bỏ ra thì các bạn thấy đây ạ, tất cả những con ốc này là nó còn nguyên và còn vết mốc các bạn này. Còn vết mốc ở trên ốc, chưa có một cái vết tháo nào ở tất cả những con ốc này các bạn nhé. Còn nguyên hết. Đấy, để tìm một chiếc xe mà còn nguyên bản như thế này thì rất là ít các bạn ạ. Vì chiếc xe này chạy quá ít, chưa phải mở con ốc nào ra này. Ốc chân máy này, quý bạn xem này, ốc chân máy là còn nguyên đây nhá. Đấy, chưa có một cái vết tháo nào đâu ạ. Chân máy này, ốc chân máy là còn nguyên hết này. Đấy, chưa có một cái vết tháo nào cả quý bạn ạ. Phải nói là rất là hiếm có với một chiếc xe nó chạy ít mà lại còn đẹp như này này, sáng này. Các bạn xem những cái phần kim loại này, cả những cái phần gầm phần bên dưới các bạn xem này, rất là sáng, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, một cái động cơ, một chiếc xe là từ 2011 tính ra đến bây giờ là đã 12 năm sử dụng rồi mà còn mới còn đẹp như này thì quý bạn xem được là chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Đấy, về chất lượng mấy đồng hồ công tơ mét chúng ta phải xem toàn bộ về chiếc xe này mới đánh giá được chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít nhé. Chứ còn đọc công tơ mét không thì tôi tin rằng rất nhiều người không tin là chiếc xe này chạy ít đâu quý bạn nhé. Đấy, rất là mới quý bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.8 số tự động, sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Với chiếc xe này chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chỉ 279 triệu đồng thôi thì quý bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 5 chỗ ngồi số tự động. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Giá này nếu như quý bạn mua chiếc xe đời cao hơn thì chắc chắn chỉ mua được những chiếc xe morning, và có khi còn mua được những cái xe morning biển D, morning van 2 chỗ ngồi thôi quý bạn ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì với những chiếc xe như thế này, giá tiền có hơn 200 triệu thôi thì tội gì chúng ta phải đi morning, đúng không quý vị các bạn? Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.8 số tự động 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.